Cách đây được chừng 10 hôm á, ở bên Hòa Lan á, thầy bị mấy cái người nhà báo họ phỏng vấn á, thì có một câu hỏi chót của một nhà báo nó như thế này: thầy ơi, thầy đã 70 mấy tuổi rồi, bây giờ thầy nghĩ là có cái chuyện gì mà thầy muốn làm cho xong trước khi thầy chết hay không? Is there anything you would like to do before you die? Nếu đây là một vị thiền sinh hỏi á, thì câu trả lời sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà đây là một nhà báo họ chưa hiểu về Phật pháp nhiều đó, thành thử ra trả lời rất là khó. Mình muốn trả lời, tôi đâu có chết, nhưng mà nói như vậy thì nhà báo nó đâu có hiểu. Thành là thầy nói là có gì đâu, tôi có cái gì đâu mà tôi muốn làm trước khi tôi chết đâu. Mình cũng ráng tìm cách để mà giải thích cho cái nhà báo đó hiểu được một chút về cái tâm tư của mình, nhưng mà quả thiệt là khó, là tại vì họ chưa bao giờ được từng nghe Phật pháp, chưa bao giờ được thực tập hết, thành ra những cái điều mình nói cho họ nghe khó để họ có thể chấp nhận được. Nếu mình suy nghĩ lại thì mình có thể tự đặt cho mình cái câu hỏi là bây giờ đây mình bao nhiêu tuổi rồi, 70 rồi hay là 75 rồi, hay là mới có 50, hay là mới có 25, thì mình thử trả lời cái câu hỏi đó của nhà báo. Tại vì không có chắc là 70 tuổi mà sẽ chết sau 25 tuổi, 25 tuổi có thể bị tai nạn chết trước người 70 tuổi. Thành ra câu hỏi này mình nên tự đặt để mình tự trả lời. Là giả dụ như là tuần sau mình chết thì mình muốn cái gì nó xảy ra trước cái ngày mình chết đó. Có người sẽ trả lời rằng trước khi tôi chết thì tôi muốn là cái đất nước tôi nó trở thành là một đất nước có dân chủ. Có người họ trả lời như vậy. Có người sẽ trả lời rằng trước khi tôi chết thì tôi muốn rằng các con tôi nó thành lập gia đình đàng hoàng, nó có công ăn việc làm cho đàng hoàng thì tôi chết tôi yên tâm hơn. Nhiều người sẽ có những cái câu trả lời khác nhau. Nhưng mà mình là người tu, mình có trả lời câu đó như thế nào? Có cái gì mà mình muốn thực hiện trước khi mình chết hay không? Một cái chùa mình xây cho xong, hay là một cái Phật sự gì, một cái trung tâm tu học mình muốn giống như là trung tâm ở Cali xây xong rồi chết, hay là có cái gì đặc biệt mà mình muốn làm trước khi mình chết hay không? Đây là một cái sự thỉnh mời, đây là một cái invitation để mình quán chiếu. Và nếu mà mình ngồi xuống và mình quán chiếu về điều này á, thì mình có thể tìm ra những cái rất là hay ho. Thầy có nói với nhà báo là những cái điều mà tôi muốn làm á, thì tôi đã làm rồi, tôi đang làm. Những cái điều rất là nhỏ thôi. Từ hồi còn trẻ, từ hồi còn một là một ông thầy tu trẻ cho đến bây giờ thì tôi đã từng làm chuyện đó. Và chưa bao giờ tôi ngưng làm chuyện đó hết. Những chuyện rất là nhỏ. Vậy thì tôi không thấy có cái chuyện gì đặc biệt mà tôi phải làm cho xong trước khi tôi chết. Mình hãy tưởng tượng có một cái lá cây nó sinh ra vào đầu mùa xuân.
khoảng cuối tháng 3. Và cái lá đó nó biểu dương tất cả cái đẹp của nó, màu xanh mơn mởn của nó. Và mỗi ngày nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, mỗi ngày nó tiếp nhận cái chất nước và chất khoáng từ dưới rễ cây nó đưa lên. Và mỗi ngày nó thu hút những cái chất hơi, những chất gas trong không gian. Và nó luyện ra một cái thứ nhựa gọi là nhựa luyện. Tại vì khi mà cái rễ cây nó hút nước và nó đưa lên cho lá cây thì đó gọi là nhựa. Nhưng mà cái nhựa đó gọi là nhựa nhựa nguyên, nó chưa đủ sức để nuôi lá và nuôi cây. Thành cái lá đó nó phải tiếp thu ánh sáng mặt trời, nó phải tiếp thu những chất hơi ở trong không gian, và nó biến cái nhựa nguyên đó thành một thứ nhựa gọi là nhựa luyện. Và khi mà nó biến cái nhựa nguyên thành nhựa luyện rồi thì nó có chất dinh dưỡng, và nó gửi cái nhựa luyện trở lại để nuôi thân cây và nuôi những cái cành cây. Tất cả những chiếc lá đều có cái phần sự như vậy hết. Nó tự nuôi mình và đồng thời nó nuôi mẹ nó, nuôi cha nó, ông bà nó. Tức là nó nuôi cả cái thân cây và cái rễ cây. Thường thường mình cứ nghĩ rằng là cái thân cây nó nuôi lá cây, nhưng kỳ thực á, nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng lá cây cũng nuôi thân cây và cành cây. Không những mẹ nuôi con mà con cũng nuôi mẹ. Trong trường hợp của thầy đúng là tại vì thầy có nhiều đệ tử, và thầy thấy rằng đệ tử của thầy nuôi thầy rất nhiều và cho thầy rất nhiều niềm vui mỗi ngày. Tại vì các học trò thầy nếu mà thực tập cho có hạnh phúc và làm hạnh phúc cho nhiều người, giúp cho nhiều người bớt đau khổ, thì cái điều đó là thực phẩm rất là quý hóa cho thầy hàng ngày. Thành đến cái sự thật là không phải chỉ có cây mới là nuôi lá, mà lá nó nuôi cây. Và nó có nuôi cây từ hồi nào, không phải là đợi nó lớn lên nó mới nuôi cây. Nó nuôi ngay cây ngay từ hồi nó còn ấu thơ. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Khi mình nghe lời của Đức Thế Tôn và mình thực tập á, thì bắt đầu mình nuôi dưỡng cái giới thân huệ mạng của mình, nhưng mà mình cũng nuôi dưỡng Đức Thế Tôn luôn. Đức Thế Tôn là cây mà mình là lá. Và nếu Đức Thế Tôn tồn tại được ở trên đời và tiếp tục được giáo hóa là cũng do mình là đệ tử của Ngài. Thành ra mỗi giây phút mà mình thở có chánh niệm, mỗi giây phút mà mình bước đi những bước có chánh niệm là mình nuôi mình và mình nuôi Đức Thế Tôn. Giáo pháp này mà trường cứu được, mà đi về tương lai được và độ được nhiều người là do mình, do cái sự sống hàng ngày của mình. Mình thường gọi cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là sữa để nuôi mình, gọi là pháp nhũ. The Dharma milk. Mình là baby mà. Thầy nói mình cần sữa pháp. Và mình cứ nghĩ Đức Thế Tôn là mẹ, là cha. Nhưng mình không có biết rằng mình cũng có thể là mẹ, là cha. Mình trong khi thực tập, thiền hành, thiền tọa, mỉm cười, chuyển hóa thân tâm và độ đời. Tức là mình cũng đang nuôi Đức Thế Tôn. Con nuôi mẹ, con nuôi cha. Đó là chuyện nó đang xảy ra. Thì từ khi còn ấu thơ, mình xuất gia cho đến bây giờ, không có ngày nào mình không làm chuyện đó. Thì nếu người ta hỏi bây giờ muốn làm cái gì trước khi mình chết, thì mình hơi bỡ ngỡ, mình nói rằng tất cả những cái điều mình muốn làm, mình đã làm từ lâu rồi, đâu có phải có một cái gì đặc biệt mình phải làm trước khi chết đâu. Từ đây cho đến khi mình chết, mình cũng tiếp tục làm cái việc đó, nghĩa là nuôi mình và nuôi Đức Thế Tôn. Mà nuôi Đức Thế Tôn tức là nuôi cuộc đời. Tại cuộc đời có nhiều đau khổ.
có nhiều nứt ràng, có nhiều rách nát. Sự nghiệp của Đức Thế Tôn là hàn gắn, là chữa trị, là nuôi dưỡng cuộc đời. Mình là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn, mình cũng làm việc đó mà thôi. Nghĩa là mình cũng phải làm công việc hàn gắn, chữa trị và nuôi dưỡng cuộc đời. Việc đó đâu phải là việc mình chưa làm, việc đó là việc mình đã làm trong quá khứ. Và nếu còn được một năm thì mình làm thêm một năm, nếu còn được hai năm thì mình làm thêm hai năm. Không có cái việc gì đặc biệt hết rồi mình phải làm trước khi mình chết. Những cái việc mà mình cần phải làm, mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm cho tới khi mình không có làm được nữa. Và khi mình không có trực tiếp làm được nữa thì các con của mình nó sẽ tiếp tục mình nó làm. Và nhìn cho sâu thì mình thấy rằng mình là Đức Thế Tôn, mình là các con của mình, các đệ tử của mình. Và như vậy mình không có chết, mình không có bao giờ chết hết. Tại mình đã đi vào trong các học trò của mình rồi. Và học trò của mình sẽ mang mình đi vào tương lai. Và công việc hàn gắn, nuôi dưỡng, chữa trị đó mình sẽ tiếp tục làm sau khi mình chết. Mình làm với hai bàn tay của con mình, của đệ tử mình, của học trò mình. Và như vậy thì mình có thể nói với nhà phóng viên là tôi sẽ không bao giờ chết. Nhưng mà nhà phóng viên chưa học Phật thành không hiểu được câu đó. Và tại vì mình tu học cho đàng hoàng, quán chiếu cho sâu sắc á, thì mình sẽ tìm thấy cái sự thật là cái bản chất của mình là vô sinh và bất diệt. Sinh diệt là cái bề ngoài mà thôi. Trong cái truyền thống thiền, cái công tác căn bản của người tu là phải tìm ra được, tìm ra cho được cái mặt mũi đích thực của chính mình. Mặt mũi đích thực của chính mình, cái đó trong chữ Hán để là bản lai diện mục.